Thằng đang đeo cọng, nó có 3 máy gì? Không, 13 phía bên Việt Nam mình thấy nó chậm chừng. Rồi nghĩa là mình bắt đầu đi hả? Tại cũng trễ rồi, trễ nửa tiếng rồi. Rồi sau đây thì nhóm 4 thì mình sẽ trình bày về cái lớp thứ ba là lớp network. Thì mình sẽ nói sơ một chút là cái lớp network thì nó có liên quan tới lớp data link. Thì lớp data link nó chỉ nói cụ thể về MAC address. MAC address nó chỉ là địa chỉ vật lý thôi. Thì qua lớp network mình sẽ biết được một cái địa chỉ khác, đó là địa chỉ logical, đó là mình hay gọi là địa chỉ IP đó. Thì qua cái slide tiếp theo. Như cái slide anh Ngọc Anh nói thì mình sẽ biết được cái vai trò của cái lớp network làm gì, thì nó chỉ là để giao tiếp giữa những cái thiết bị này đến thiết bị khác thôi. Và trong cái slide này nó sẽ nói sơ cho các bạn biết về những cái giao thức của lớp network như thế nào. Những cái giao thức mà phổ biến nhất mình sẽ biết được IP là gì, chức năng, và những cái mà mình cần biết ở đây là connection list là gì, backpack service là gì. Mình hiểu những cái nguyên tắc tại sao phải chia và lập nhóm những thiết bị trong mạng. Mình sẽ hiểu cách phân cấp các thiết bị và cho phép nó tương tác với nhau như thế nào. Và cuối cùng thì mình sẽ hiểu về root, net host address và bucket forwarding là như thế nào. Thì cái hình tiếp theo này chỉ là để mô tả là cái data đi qua cái lớp network của mình. Thì cái đồ set của cái lớp network đó là chung 4 đồ set, là cấp phát địa chỉ, đóng gói, định tuyến. Ở đây đầu tiên là định tuyến, có nghĩa là mình sẽ xác định cái đường đi đối với tin và mình mở cái gói nó ra, mình đưa đến người dùng. Thì network layer đó, nó có những cái giao thức như thế này là IP4, IP6, IPX, Network Host, Connection List, Network Service. Thì IP4 đó, hiện tại là được sử dụng nhiều nhất. Có ai hỏi IP4 là gì không? IP4 thì nó chỉ chứa 32 bài để chứa 32 bit để chứa dữ liệu, ví dụ như 128.0.1 gì đó. Còn IP6 thì nó nhiều hơn, nó là 128 bit. Còn IPX là một cái chuẩn đã được đất từ xưa lắm rồi, nó được áp dụng từ cái thời Windows 95 trở về trước. Vậy là nó có DNS hả? Không, DNS là khác nữa. Vậy như cái IPX mình cần dùng IBS thì các bạn hỏi, có thể hỏi lớn lớn lên không? Nói mạnh dạn, nói lớn lên. IBS giờ mình cần dùng không hay hết dùng rồi? IBS thực chất á, thì vẫn có một số người dùng, nhưng mà nó đã được thôi, được cái như là không còn có chạy nữa. Nó được dùng từ cái thời mà Windows 95 á, MS-DOS. Thì bây giờ mình đã có Internet Protocol IP4 rồi. Còn IP Talk thì nó là một cái chuẩn của Apple đưa ra để nói về cách nó kết nối mạng của họ thôi. Còn Connection List Network Service thì nó chỉ là một cái dịch vụ, mà không phải là dịch vụ mạng nha, dịch vụ Internet nha, nó là một dịch vụ nằm ở trong cái lớp network này. Cụ thể là trong router nó sẽ có nói về cái đó. Cái hình tiếp theo nó chỉ mô tả là cái gói. Thì ở đây á, xin nói trước là cái mô hình đó là mình đi từ trên xuống, có nghĩa là cái mô hình này áp dụng là từ cái lớp chainboard đi xuống, chứ không phải mình thường thường mình hay nói là từ data link, mình mới nói lớp này. Bởi vậy nó mới có cái chữ segment ở đây. Thì cái segment đó thì nó đi xuống tới cái lớp network ấy, thì nó mới thêm cái IP header vô, rồi nó gọi là IP bucket.
ở dưới nó có những cái mô tả đó, connection list, best efforts, media independent. Thì connection list nói đơn giản thôi là kết nối chưa, không có liên kết trước, có nghĩa là chúng ta chút nữa sẽ có một cái hình mô tả rõ về connection list này. Và best efforts đây á, có nghĩa là nói nôm na ở đây em cũng không hiểu rõ là không có chi phí cho phát sinh thêm cho cái cách mà chuyển gói đi. Best effort nghĩa là trong tiếng Việt là cố gắng hết sức có thể đó các bạn. Yeah. Nghĩa là các bạn biết không, có nghĩa là có những cái gọi là commitment nghĩa là chắc chắn tôi làm được. Có những cái là best effort nghĩa là tôi sẽ cố gắng đến mức có thể. Còn cái các bạn hiểu cái giữa cái best effort và cái commitment không? Best effort chắc là tùy thuộc vô cái cơ sở hạ tầng thôi mà. Còn biết cùng biết. Đúng rồi, thì nó best effort mà nghĩa là họ cố gắng thì anh vừa mới lấy đó, nghĩa là best effort nghĩa là khi chuyển qua mạng hoặc là chỉ một chuyển qua các thiết bị nó bảo là nó cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng mà nó không có cái trạng thái rằng là nó chắc chắn sẽ làm được, dù là lâu dù chậm dù kỳ nó chẳng làm được. Thì trong tiếng Việt mình là tôi sẽ chắc làm được và tôi sẽ cố gắng một cách và nó khác với lại tôi sẽ cố gắng một cách hết mức. Chắc là cái best effort là nó rẻ hơn cái commitment mà. Các bạn đây thì để ý hơn nghe là nhớ là lúc mà mình sử dụng cái data link thì mình gọi nó là frame đúng không? Thì bây giờ ở cái lớp network thì nó gọi là một cái package. Trong cái package đó thì là nó lấy cái segment từ trên lớp transport xuống và nó cho thêm thằng IP header vào. Rồi, tiếp tục nha anh. Em hỏi các bạn đâu, hỏi anh là gì đâu em. Thì cái slide tiếp theo này thì là mô tả như thế nào về connection. Còn cái media independent. Media independent đây có nghĩa là ở cái lớp này thì nó không có, theo anh hiểu là nó không chịu ảnh hưởng của cái môi trường. Có nghĩa là như là môi trường nào nó cũng truyền đúng theo cái thì nó cũng chỉ truyền cái IP bất kể nó đi thôi. Dù là net, dù là wireless hay là free fiber hay là cái cành LAN hay gì hết. Đúng không anh? À, các bạn hiểu tại sao không? Tại vì nó đã xuống đến lớp data link đâu. Đúng không các bạn nhìn nè, nó lấy cái segment từ lớp transport trên đầu nó, trên đỉnh nó đóng gói, nó cho thêm cái IP header và nó tạo ra cái package. Xong rồi cái package đó nó mới đẩy xuống lớp data link. Và data link mới lại là thêm tất cả mọi thứ về frame, về tất cả mọi thứ kia. Thì rõ ràng trong lớp data link nó còn chưa liên quan gì đến cái môi trường truyền là lớp vật lý mà đúng không? Môi trường truyền là cái truyền giữa data link với lại physical layer. Còn cái này là nằm ở trên cái lớp đó nữa. Nên là cuối cùng đâu liên quan gì đến môi trường truyền đâu. À, tại vì nó làm best effort bởi vì sao, bởi vì nó còn chưa, bởi vì là nó chưa biết được là trong môi trường đó nó sẽ chuyển ra như thế nào mà, đúng không? Nó không phụ thuộc vào môi trường, có nghĩa là independent, nó nghĩa là nó cái cơ chế mà em đóng gói IP cho IP vào thêm cái segment để tạo thành cái package, nó không phụ thuộc vào môi trường. Nhưng bù lại bởi vì nó không phụ thuộc vào môi trường nên là nó không biết rằng là cái môi trường đó nó có chuyển tốt hay không tốt, nên là cuối cùng rằng là nó là best effort. Hai cái đó thì nó liên quan với nhau. Các bạn hiểu khái niệm không? Đó. Và connection list là bởi vì sao? Bởi vì là cái quá trình này nó thành lập trước khi mà có một cái connection được gửi đi. Đầy logic không? Thì cái hình tiếp theo đó là nó sẽ mô tả như thế nào gọi là connection list đó. Thì cái bức thư chúng ta gửi á, thì chúng ta bỏ vô hộp thư thì chúng ta chỉ biết là nó đã được gửi rồi, chúng ta không cần biết là nó sẽ đi như thế nào, đi ra sao để đến được cái người nhận. Nó gọi là connection list, có nghĩa là cái gói tin của chúng ta nó sẽ được
gửi đi nhưng mà không biết cái đường đi nó như thế nào hết. Đó, connection list. Ngược lại connection thì nó sẽ thiết lập sẵn những cái đường đi cho cái gói tin đó. Hai cái nó đối lập nhau. Các bạn hỏi nha, tại vì cái chapter này quan trọng vì nó ảnh hưởng rất nhiều thứ suy nghĩ của mình, là cái gì không hiểu là hỏi luôn ha. Thì anh các bạn anh đã có một cái slide có cụ thể đó. ODB là user data RAM, data gì? Data RAM protocol, nó nghĩa là cái giao thức nó được thiết lập bởi người dùng. Tức là một máy tính sẽ có một cái UDP đi. Mỗi người dùng sẽ có một cái. Đúng. UDP là tên một loại giao thức. Tức là có thể chương trình này nó sử dụng UDP, có thể chương trình khác nó không sử dụng. Thành ra có hai loại là TCP và UDP. Cái đó sau này. Sau này sẽ biết. Sau này là sau nó sẽ nói về UDP và TCP. TCP là thế nào? Ủa vậy cái connection list của anh là mình không biết được đường kết nối của nó, nhưng mà mình có biết được kết quả là nó người bên kia có nhận được hay không. Không. Mình thật ra là mình chỉ biết là mình đã gửi đi, là mình gửi rồi, còn người kia nhận được hay không thì không biết. Còn cái connection thì mình biết được. Ừ. Vậy chứ cái outlook đó, khi mình gửi mail đó, mà nó có một cái option cho mình chọn là phải cái người khi người nhận nhận được cái mail phải tích một cái gì là đã nhận rồi, không có bài gì, như kiểu đó nó không có bài gì cho mình một cái mail là cái người đó đã mở cái mail mình ra rồi và acknowledge là đã nhận cái mail của mình. Cái đó là khác nữa, cái đó là nó là một cái quy trình chứ không phải nó là trong cái lớp này. Nó là cái quy trình, thật ra cái đó là nó thể hiện hết tất cả cái bảy lớp, là nó từ lớp ứng dụng. Thật ra cái Outlook nó đã là ứng dụng rồi thì nó gửi xuống, thì nó có một cái việc ở trong cái Outlook cũng là nằm trong lớp ứng dụng, nó gửi xuống là khi người nào người kia nhận được rồi nó sẽ gửi một cái gói tin ngược lại cho mình biết là cái người nhận được đã nhận được rồi, thì gói tin nó sẽ bung lên, nó chạy từ từ lên cái app ấy, cái sản của mình. Chứ không phải đơn giản là nó làm cho network rồi đó, là nguyên một quá trình. Ok. Các bạn không hiểu đi cứ hỏi nha. Ý là chị Nguyên không hiểu là ba cái connection list, cái net and spot, hay là cái media independent đó nó nằm ở đâu, nó là cái gì ở trong cái layer này, anh có thể làm rõ hơn. Nó làm nhiệm vụ gì? Cái đó là... nó không phải là nhiệm vụ em, cái đó là ba, cái đó là ba cái bản chất của lớp network layer. Bản chất của network layer là sao? Em đóng gói em như bạn Nam đang giải thích cho em. Dạ Hiếu anh. Như Hiếu vừa giải thích đó, là cái hình chỗ cái letter, chỗ gửi thư đó, là contact list, là bởi vì sao? Em gửi cái bỏ cái thư vào hòm phiếu. Em đâu có biết được khi em bỏ cái thư vào hòm phiếu và em muốn chuyển cái lá thư đó đến người gửi, người nhận, đúng không? Nhưng mà khi em bỏ vào hòm phiếu thì cái connection nó đã được thành lập đâu. Đúng không? Tức là connection list, bởi vì là em làm cái việc là em gửi thư đi, nhưng mà cái connection giữa người gửi và người nhận đó thì người ta phải gom góp nhiều lá thư lại, người ta mới chở, mà người ta mới mang ra xe, người ta mới chở. Thì cái hành động lúc mà em bỏ thư vào phần thư á thì là chưa có cái xe nào ở đó. Bạn hiểu không? Cái đó là connection list. Cái thứ hai á, cái bản chất thứ hai là gì? Media gọi là gì? Default media independent như nói lúc nãy á, khi bọn em bỏ vào thư vào cái hòm thư rồi thì cái xe ô tô đó có thể sẽ là xe ô tô bốn bánh hay là xe máy hay là xe gì đó, đâu quên, nó không liên quan gì đến cái việc là em đã bỏ hòm thư vào thư, đúng không? Đúng rồi. Nó gọi là media independent. Thì trong network thì đó, lúc em bỏ thư là sau đó nó chuyển bằng wireless hay là chuyển bằng dây hay là bằng cáp quang thì em đâu qua, nó đâu qua, em đâu quan tâm rồi, đúng không? Đấy chưa? Chưa hiểu được cái bản chất của nó chưa? Rồi, cái bản chất thứ ba là best effort, đúng rồi. Bởi vì em đóng gói
cái package và cái em đọc em cho cùng thư và trong hòm thư thì có những bạn em biết rồi, những lúc thư gửi đi mất mà đúng không, đủ thứ từ đến nơi đúng không? Hoặc là trong và còn trong mạng thì em đóng có IP rồi em đẩy gói IP nó xuống lớp data link, thì cái nhiệm vụ của data link em bạn em có nhớ là nhiệm vụ của data link là kiểm tra xem là nó có gửi đi gửi đến được hay không, và không gửi được nếu mà không gửi người nhận không nhận được thì nó phải gửi lại, cái đó là nhiệm vụ của lớp ở dưới. Còn nhiệm vụ của network nghĩa là nó đóng gói cái đó vào IP và xong rồi nó đẩy xuống dưới thôi, và nó đưa thêm là địa chỉ của thằng nhận, IP của thằng nhận là tất cả mọi thứ là gì thôi. Còn cái việc mà sau khi nó đẩy xuống thằng data link thì data link mới là cái lớp mà chịu trách nhiệm xem là kiểm tra kiểm soát xem là bên kia có nhận được hay không, nếu không nhận được thì phải gửi đi gửi lại tất cả mọi thứ như thế nào. Cái FSCS hôm thứ hai các bạn nhóm ba vừa nói. Vậy là nhiệm vụ của cái lớp này chỉ là ép thêm địa chỉ IP vô thôi. Còn nhiều cái lắm em, không phải đơn giản là vậy không? Còn nhiều cái đúng rồi đó. Em chỉ có nghĩa là cái slide số 2 lúc các bạn gửi đó. Có nghĩa là cái slide số 2 là nhiệm vụ để cứ đi từ từ thì mình sẽ quay lại. Nó đóng gói IP mà nó sẽ kiểm soát những cái thứ khác, nhưng mà các bạn sẽ hiểu đến đây là hiểu cái bản chất của cái network layer protocol là tại sao có ba cái bản chất đó chưa đã? Dạ hiểu rồi. Ok. Rồi hiểu đi tiếp đi hiểu. Dạ. Mình đó ở đúng rồi. Thì cái vấn đề tiếp theo mình muốn nói tới lúc nào trong đầu anh xin lỗi, lúc nào trong đầu cũng phải nhớ rằng là nhớ cái patch oxy trong đầu ha, có nghĩa là nó, cái này nó phải layer mình nên nhớ là trên đầu của network là có transport đẩy data xuống dưới network layer, trong network layer lại đẩy data xuống data link lại đẩy xuống dưới physics, trong physics mới chuyển hai cái đường bằng cái đường nào đó chuyển sang physics đường kia xong quay ngược lên, lúc nào cũng phải nhớ cái hình đó trong đầu ạ. Ok. Rồi, tiếp tiếp. Dạ. Cái vấn đề tiếp theo của network layer đó là unreliable, có nghĩa là độ tin không có độ tin cậy. Có nghĩa đơn giản đó là ở đây IP nó không chịu trách nhiệm về cái việc mà quản lý hay là recover lại những cái bị mất hoặc là những cái gói tin nó bị corrupt. Cái nào sẽ chịu trách nhiệm? Cái chuyện này là data link và có một chút hỗ trợ từ cái lớp này một chút thôi, nó ở trong cái router. Đó, cái tiếp theo thì nó là cái nãy giờ anh Ngọc Anh có nói là cái media. Cái media không phải là cái vấn đề quan trọng ở đây, nó chỉ quan trọng tới cái là gọi là maximum size BDU. BDU ở đây là gì? BDU ở đây là Process Data Unit, có nghĩa là cái lượng mà để mình đo đếm cái lượng data được xử lý. Thì khi nhắc đến BDU thì mình sẽ nhắc tới MTU. MTU đó là cái lượng maximum của cái lần process đó. Ok, mình dừng lại ở cái slide này một tí, các bạn có hỏi không? Này khá là rõ ràng, có bạn nào có câu hỏi không, là có bạn nào ấy không? Vậy thì cái gì quyết định cái maximum unit đó vậy? Nó sẽ có một cái chuẩn nè. Nhớ trả lời đi. Có một cái chuẩn thì cái chuẩn đó nó sẽ quy định cái maximum này. Vậy là nó tùy thuộc vào cái không, nó có cái chuẩn hết. Thật ra là nó nằm trong cái chuẩn IPv4 của mình. Tại vì hiện tại mình đang xài IPv4 và IPv6 cũng có một cái chuẩn khác. Và cụ thể thì nó sẽ có một cái ma trận để đếm cái này. Cụ thể là vậy luôn, nhưng mà cụ thể hơn nữa thì các bạn nên lên mạng xem. Tại vì càng cụ thể hơn các bạn càng có hiểu. Anh chỉ nhớ là trong cái IPv4 này thì cái maximum của nó matrix là 15 đúng không? 15 tới 16 thì cái gói tin nó sẽ bị hủy. 15 nó có cái ma trận không? Số lần đếm á, cứ tưởng tượng giống như là nó có một cái lần đi 15 chặng, ví dụ như mình có 5 cái router đi thì nó sẽ đi 1, 2, 3, 4, 5, nó đi vòng, thì nào cái router nó sẽ vòng, nếu mà nó không tìm được cái điểm đến thì nó đi vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, tới 15 rồi nó không tìm được nữa, nó chạy tới chặng tiếp theo thì nó sẽ xóa, tự động nó xóa cái tên nó đi. Cái đó là ma trận mà gửi lại hay không thì tùy ở lớp ở dưới data link nó sẽ quyết định. Ok,
các bạn nào ok rất là tốt. Chị nhận thấy cái hình em chị nhận hiểu đi hơi xa, hiểu anh cảm giác các bạn hơi get lost, các bạn hơi bị mất phương hướng. Mình đi gần chậm lại đi. Cái hình ở trên này là có mấy cái hai cái máy tính laptop hai bên trái và bên phải, xong rồi có mấy cái router ở giữa này kia. Các bạn nào giải thích lại một cách cụ thể là chỗ nào là layer 1 là physical layer, chỗ nào là layer 2 là data link và chỗ nào là layer 3 là network không? Bạn nhớ không? Kệ lớp nhóm mày nhóm 1 với lớp 2 kìa. Nhóm 2 đang làm gì? Data link nó sẽ chịu trách nhiệm giữa những cái phần khúc nhỏ nhỏ, ví dụ từ máy tính cho tới router, xong router thứ nhất tới router thứ hai, rồi giữa hai cái router 3 4, rồi giữa cái router 4 router 3 4 với cái router 4 và cái PC cuối cùng. Đúng rồi. Nghĩa là data link là nó chỉ chịu trách nhiệm giữa hai cái thiết bị gần nhất nối với nhau thôi. Các bạn nhìn thấy bây giờ tiếp đi từ dưới lên. Physical layer là cái cách truyền, tức nghĩa là truyền trên một cái đoạn dây hoặc là trên một cái đoạn tấm không dây. Tức nghĩa là physical nó chỉ chịu rằng là ok truyền đến copper internet ở bên tay trái như thế nào, hoặc là truyền kiểu copper serial như thế nào, hoặc là truyền trên cái đoạn dây optical fiber như thế nào, hoặc là truyền trên copper internet, hoặc là truyền trên wireless nào, đây là chỉ cái đoạn đó thôi. Còn thằng data link là cái thằng mà cơ chế để kiểm tra xem là truyền từ thiết bị A đến thiết bị 2 thì bị gần nhau nó truyền có tốt hay không. Còn thằng packet là bây giờ lên thằng network là nó có thể đẩy cái thông tin từ một cái thằng máy tính bên trái sang cái thằng máy tính bên phải. Có nghĩa là bây giờ các bạn lên đến network là các bạn thấy rằng là hai thiết bị hoàn toàn không nối vật lý với nhau và có thể truyền được thông tin cho nhau. Được, đó là lý do tại sao nó gọi là logic. Có nghĩa là kết nối logic chứ không phải là kết nối vật lý. Vì mình thấy physical layer và data link layer là kết nối vật lý, còn bây giờ lên tới network layer là kết nối một cách gọi là logic rồi. Đúng không? Và kết nối logic như là sao? Giống như Hiếu nói đó, kết nối logic mà bây giờ em gửi một cái package đi mà cái MTU của nó là 16 chẳng hạn, mà cứ chạy vòng chạy đến 20 lần rồi hãy chạy qua 20 cái nốt khác nhau nằm ở giữa thì rõ ràng nó sẽ bị lost. Đúng không Hiếu, anh giải thích về đúng không? Dạ đúng. Đây là nếu mà chạy chậm hơn, nghĩa là chỉ cần qua 5-6 cái nốt ở giữa mà nó đến cái bề trên kia thì tốt. Giờ nếu mà giống như cái việc cũng vậy thôi, bọn em đi hỏi đường đi, em đi từ điểm A đến điểm B, từ nhà mình đến nhà bạn, mà em hỏi chừng 20 đứa, chỉ gọi hỏi đứa thứ nhất nó chỉ đến chỗ thứ hai, nó hỏi chỉ chừng 20 lần, cuối cùng là thông tin lộn xộn lên, em không biết đường nào, em quay lại từ đầu. Em sẽ bắt em lấy điện thoại, em hỏi là thằng bạn em là hỏi cái nào hỏi lại. Vậy là mình phải dựa trên cái MTU để mình thiết kế cái mạng network của mình như thế nào cho nó tối ưu nhất không anh? Ví dụ như nếu mà ok, câu hỏi nó sẽ từ từ sẽ hiểu và các bạn nhóm 4 sẽ tiếp tục từ cái đó là câu hỏi thì có khẳng định các bạn sẽ tiếp tục thảo luận phía sau. Anh đi tiếp nha anh. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái địa chỉ IP là địa chỉ đến và địa chỉ đi và địa chỉ đến. Thì nó sẽ được mô tả như thế nào, thì nó là từ cái segment ở trên bot đưa xuống, thì từ để mình gốc thì lúc đó cái network layer nó mới add cái IP header vô. Cái hình này đã được mô tả khá là rõ. Thì ở trong nó, ở trong cái lớp network layer này á, cái lượng mà để đong đếm của nó được đính bằng IP mà gọi là IP packet, có nghĩa là nó gửi từng gói đi. IP header cụ thể nó là cái gì? Nó là con số này. Không, đó là một cái giải thể thông tin về cái IP đó. Nhiều lắm, nó có thể số, có thể version, nó có đủ thứ trong đó, chắc là nó sẽ có chứ. Anh ơi, cái packet, anh gửi một packet, anh nói là 32 bit, không có packet không? Thấy không? Ừ. Nhớ là ABP4. Đúng rồi. Thì sẽ là 32 bit. ABP6, mỗi packet sẽ là 128 bit. Ừ.
thì gửi liên hệ được xuống tới bên data link nó mới những ngày hôm qua hồng nó có vụ mà sắp xếp không sắp xếp đúng không, chứ mình gửi thì mất kịp như vậy thì không thấy cái lớp 3 này nó chỉ quan tâm là thấy địa chỉ đích đến của nó là cái gì rồi thôi đúng không, còn việc mà sắp xếp lại không thì tầng dưới và dưới nữa nó sẽ làm được cái phòng như là hồng và cái phòng vệ ơi hay nó làm đấy. Đây là một cái mô hình mô tả cái gói IP như thế nào. Thì nó có nhiều thứ trong đó, các bạn có thể hỏi. Thì nhìn sơ qua là đã biết rồi. Giờ coi cái giải thích của anh trước ha. Đó. IPD là 32 bit địa chỉ IP. IP đến là 32 bit địa chỉ IP. IP đến. Time to leave DTL. Nó là đơn giản, nó chỉ làm nó nói lên cái thời gian sống còn của cái gói tin đó thôi. Có. Nó có một cái giới hạn. Đó, nó sẽ đếm ngược là ở đây ít hop. Hop đây là gì? Hop đây là cái thiết bị tiếp theo. Có thể là router, có thể là switch hay là cái gì đó. Tức là khi giả sử như là nó gửi một cái gói tin từ cái điểm này đến một cái điểm kế tiếp nó, thì cái TTL này nó sẽ đến ngược, giả sử như là từ đây ra xuống là 8 lên bằng 7, thì nó tức là sẽ giảm dần qua mỗi chặng khác nhau khi nó gửi một tin, và đến khi mà nó đến nó về mức không á thì gói này nó sẽ rớt, để ngăn chặn cái việc bị rớt tin rớt, tức là bị tập chạy lòng vòng lung tung trong cái nhiều như hết thời gian đó nó vẫn chưa tới đó, hay là nó tự hỏi tin bị gói nó biến gì. Có thể giống như mỗi lần mình gửi cái file thì nó báo là đã gửi được bao nhiêu phần trăm đó không? Hoặc là các bạn nhớ, các bạn mỗi lần gửi mail không? Gửi mail một khoảng một lúc sau, xong rồi có một cái email feedback rằng bảo nó có một, nếu mà email lỗi nó bảo là nó đã thử rất nhiều lần nhưng mà nó không gửi được, xong nó báo lỗi trở lại. Các bạn có nhận email đó bao giờ chưa? Sai địa chỉ đúng không? Hoặc là sai địa chỉ, hoặc là cái email nó bị email nó bị gọi là bị đầy, nó không nhận được nữa. Thì nó sẽ cứ thử, nó cứ thoai nó thoai đến một số lần nào đó hoặc một cái thời gian nhất định nào đó, nó bảo nó thoai nữa mệt quá rồi, nhưng mà nó bảo là rồi. Rồi, tiếp theo là cái type of service. Thì cái này... Dạ. Các bạn đang ở slide số 10 đúng không? Dạ, số 11 anh, số 11. Ủa đi nhanh quá vậy? Ok, tự nhiên cũng được rồi. Số 11 thì nó chỉ nói về mấy cái khái niệm cho cái line số 10 thôi. Ok, rồi, vậy rồi, ok. Dạ. TOS. Thực chất đây nó chỉ mô tả là cái mức độ ưu tiên của cái gói đó thôi. Ví dụ anh lấy tại sao, ví dụ mức độ ưu tiên là cái chỗ này khác nhau chỗ nào? Anh lấy ví dụ như là voice. Nếu mà dịch vụ á, dịch vụ cái service đó là voice hoặc là service đó là video, thì cái type of service thì nó phải gọi là priority hơn là cái service là em gửi mail. Lý do tại sao? Bây giờ nhá, nếu mà em gửi mail, cái mail to nó cắt thành 8, nó cắt thành 10 gói khác nhau, thì 10 gói đó gửi sang mấy bên cạnh mà em đâu cần phải gửi ngay lập tức rồi đúng không? Được. Đúng không? Các bạn có thể gửi 10 sau cách đây 2-3 phút rồi, cách đây khoảng 10 giây hoặc cách đây 15 giây gửi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ là các bạn đang sử dụng dịch vụ Skype hoặc là Hangout mà dùng tiếng nói với lại hình ảnh mà đẹp, nếu mà các bạn gửi lệch lạc mà gửi không nhanh đó, thì bên này nói xong rồi thấy hai, xong rồi bên kia trả lời 2 phút sau bên này đã nói khác rồi, cái thông điệp của bên kia mới quay ngược trở lại thì người ta sẽ không hiểu được cái thứ tự của cuộc nói chuyện là như thế nào. Các bạn hiểu không? À, đó chính là ví dụ, đó chính là lý do tại sao mà mỗi service nó phải có time for service, thì nó biết xem là ok với nhiều cái gói khác nhau thì cái gói nào nên gửi đi trước và gói nào nên gửi đi sau, tùy vào một cái dịch vụ nó như thế nào. Ok, đó không các
khi mà mình dùng Skype hoặc là mình chat voice, mình nói chuyện video với người ta thì có thể có những trường hợp giống như là em nói bên này xong một hồi rồi nó mới qua bên kia rồi người ta lại trả lời lại, như là nó bị chậm mất một nhịp hay không. Cái đó là hiện tượng khác. Bây giờ ok, cái hiện tượng bây giờ cái máy tính của các bạn đang ngồi đang xem đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ thì các bạn lấy cái máy tính đó gọi Skype cho anh. Yeah. Đồng thời với việc là vừa gọi Skype các bạn gửi email hoặc là lên web. Yeah. Thì cái thông tin nào sẽ được cái data nào sẽ được gửi đi trước và data nào gửi đi sau? Nếu các bạn làm đồng thời cùng ba việc, tức nghĩa là có Skype, lên web và làm cái gì đó và mở Google ok. Và ok, nếu các bạn vừa dùng Skype, vừa dùng YouTube và vừa dùng Facebook thì cái dịch vụ nào sẽ gửi đi trước? Skype. Và gửi trên gửi email, bốn cái dịch vụ đó. Skype. Đúng không? Thì cái máy tính nó phải quyết định chứ. Cái máy tính nó nhận được cùng một lúc bốn cái request, là request về Skype, request về YouTube, request về Facebook và request về mở email và gửi email đi. Nhưng mà giờ nó phải quyết định thế nào? Rõ ràng nó sẽ tùy thuộc vào cái cách gọi là cái tip of service. Email nó có thể gửi chậm 2 giây cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người thế giới đúng không? Facebook cũng thế, nó load chậm khoảng 5 giây cũng chậm không, nó load chậm khoảng 1 giây cũng không ảnh hưởng gì. Đúng không? YouTube nó load chậm một tí nhưng mà nó bị freeze lại, nó đứng màn hình khoảng tí nhưng mà nó chạy cũng mà nó cũng không được quá lâu, vì nếu mà nó freeze qua khoảng 5-6 giây là người sử dụng bắt đầu bực mình, là người sử dụng bắt đầu sẽ tắt cái YouTube đi. Thế là cái YouTube nó sẽ cũng freeze nhưng mà đừng có freeze quá lâu, đúng không? Còn Skype mà nó freeze khoảng người làm như là khoảng mấy trăm, khoảng người nhớ là khoảng 100, khoảng hơn 100%, hơn 100 millisecond. Nghĩa là nếu mà Skype mà chậm hơn chỉ cần 1/10 của giây thôi thì lập tức người bên kia người ta nghe, người ta sẽ chẳng hiểu gì cả và quay ngược trở lại cũng không hiểu gì, nghĩa là có 2 chiều mà. Các bạn hiểu không? Nghĩa là anh đang nói đến câu thứ 3 rồi và các bạn mới nghe câu thứ nhất, trong 10 câu thứ nhất các bạn trả lời lại, và khi anh nói đến câu thứ 4 rồi anh mới nghe câu trả lời của các bạn về câu thứ nhất, rõ ràng là cái cuộc nói chuyện nó sẽ không đi đến đâu cả. Các bạn hiểu logic chưa? Yeah. Vậy cái này là do cái mẫu cái application sẽ quyết định cái type of service này hả? Câu hỏi đó hay, các bạn sẽ tự tìm hiểu. Em nghĩ là nó không phải là application nào nó quyết định, nhưng mà nó theo cái thứ tự ưu tiên và mọi thứ nó cũng phải bắt buộc như vậy để nó hiệu quả đối với người dùng thôi. Và nó sẽ theo một cái thứ tự ưu tiên và application họ sẽ chọn cái loại nào để phù hợp với họ. Nó có thể phân ra nhiều loại khác nhau. Không, ta không hiểu. Ví dụ sau này nó có service mới thì sao? Ví dụ như trước đây mình chưa có voice video thì mình sẽ ưu tiên những cái khác. Chứ sau rồi xuất hiện voice video, rồi có thể sau này xuất hiện cái gì đó nó ưu tiên hơn cả voice video luôn. Khi anh nói voice video để cho các bạn hiểu thôi. Nhưng mà cái tip of service thì nó không gọi cái đó là voice, nó không gọi là video, mà nó có nhiều cái class khác nhau. Và voice hay video đó là do bọn em tự chọn cái service nào để mà em truyền voice hoặc truyền video qua cái đó. Và mỗi service nó có một cái chuẩn khác nhau. Ok, cái đó là do cách thôi. Do cách lúc mà do cái bản folder của Skype, lúc mà các bạn mở viết chương trình về Skype thì các bạn chọn service nào để cho Skype truyền đi nhanh nhất thôi. Cái đó là nhân git. Đó chính là lý do tại sao nó chạy. Nghĩa là các bạn biết cách sử dụng tối đa những cái luồng cái quality ở trong mạng này, các bạn gọi là đảm bảo được cuộc gọi nó chất lượng tốt. Cái class đó, trong cái class nó có ghi nào là voice, không có ghi nào là video nha. Trong cái tip of service nó có rất nhiều tip nhưng mà nó sẽ ghi bằng cái ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà khi anh lấy cái ví dụ về video hoặc YouTube để cho các bạn hiểu thôi. Ok. Rồi, còn tiếp theo protocol. Protocol thì nó chỉ sẽ xác định cho chúng ta là cái gói tin nó đừng theo thức gì thôi. Nó sẽ xác định như là nó ghi là 01 là ICMP, 06, 07. Nó sẽ gửi qua giao thức nào. Cái nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình nhìn vô cái gói tin á, mình mà thấy 01 là mình biết ICMP đúng không? ICMP là gì? Là gọi là giao thức gửi gì?
gửi fax, gửi fax không anh? ICMP này gửi fax. Anh không nhớ kỹ rồi em. Vậy hả? Anh chỉ hiểu cái logic tên gọi từng con số cụ thể lên không nhớ. Thì mình sẽ nhìn vô cái gói tin đó mình biết là nó sẽ gửi fax. TCP này nó chờ nó sẽ gửi qua cái giao thức là TCP/IP của mình bình thường. À, có thể gửi qua LAN, có thể gửi bằng fiber hay là bằng cái gì wireless đó. Có một giao thức khác, rất nhiều giao thức, cái này chỉ nó nêu ra là nó sẽ gửi qua giao thức gì để gọn hay để quy định gọn ở trong cái gói tin đó, tại vì nó quy định gọn ở trong đó, nó sẽ được chuyển thành bit chứ không phải nó ghi trên như vậy cho mình là 0 1 0 6 0 7 thì trong vô cho nó chuyển thành bit lại dù 0 1 0 2 nhưng một dãy dài. Cũng giống như là mình là ghi số địa chỉ nhà vậy thôi. Đúng rồi, và mình ghi cái đó để khi mà cái máy nhận về thì nó còn biết là mình phải xử lý một protocol nào chứ các bạn. Placement offset ở đây thì nó chỉ là một cái cờ thôi. Theo anh hiểu là một cái cờ để nó quy định là cái gói tin nó sẽ được chia ra hay là không. Nó có hai trạng thái là DF và F, đúng không? DF và F. Nghĩa là đông placement và placement, có nghĩa là hãy chia nó ra đi hoặc là không chia. Thường thường nếu mà các bạn đau admin thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp này nhiều. Đúng rồi đấy. Đau phim hay đau game đau gì đó chia từng gói như 7 phạt gì đó đau xong thì lúc mà nó đau xong nó sẽ bị bắt lại cho mình gộp lại thành một trục đó. Đúng rồi, cái đó là nên các bạn lấy giống như là trước anh nói đó, có nghĩa là nhớ cái ví dụ hôm đầu tiên anh bảo là có một cái đống tài liệu mà phải chia thành nhiều thành 10 gói khác nhau không? Thì gói nó phải ghi là một, đầu tiên là nó phải đánh trên từng gói, nó ghi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn mình bảo là gói thứ hai thì sau gói thứ nhất là trước gói thứ ba, tất cả những thông tin nó phải ghi ở đây để khi cái bên nhận nó nhận được thì nó còn sắp xếp lại theo đúng thứ tự nữa. Nó phải đến đủ hết cái gói nó mới gọp, còn thiếu nó không có gọp. Khi nào nó không chia cái gói tin nó nhỏ quá thôi. Thì gói tin nhỏ quá nhỏ quá không cần gọi nhận với cái phạm vi cho phép. Tiếp theo là chúng ta chia nhóm các thiết bị trong mạng. Thì tại sao phải chia mạng thì nó phụ thuộc vào cái thứ nhất là địa lý, vị trí địa lý. Cái hai là cái mục đích của cái sử dụng mạng đó. Và cái thứ ba là cái người sở hữu cái mạng đó. Thì nói cho dễ hiểu á thì bây giờ mình giống như mình ở đây với bên khả năng lưu là bị cách trở bởi địa lý rồi đúng không? Thì mình phải chia mạng ra. Hoặc là bên Buffy này với Buffy Pháp cũng vậy. Mình muốn kết nối với nhau thì mình vẫn phải chia mạng ra. Mạng bên đây là một mạng, bên kia là một mạng. Hoặc là từng dự án với nhau, mình có thể chia mạng ra rất là nhiều dự án. Ví dụ như dự án này là sẽ sử dụng một cái mạng riêng, chia một mạng riêng, còn nhiều sử dụng những cái resort riêng chứ không có dùng chung với nhau. Để tránh là các bạn có thể truy cập được những cái tài liệu hay là những cái tài nguyên của cái dự án khác vậy đó. Cái này bắt đầu có khái niệm mạng nội bộ rồi đó, thì các bạn hình dung thôi. Cái logic là khi mình làm, các bạn nhớ lúc này mình thảo luận đâu, khi mình đã lên đến network layer rồi, nghĩa là các máy có thể kết nối với nhau bằng logic chứ không nhất thiết phải kết nối với nhau bằng vật lý nữa. Và khi kết nối với nhau bằng logic, nghĩa là một cái máy ở bên Pháp và một cái máy ở bên Việt Nam hoàn toàn có thể nằm cùng một mạng, cùng kết nối với nhau được. Hoặc là một cái máy ở Phan Đăng Lưu và cái máy ở Nguyễn Đình Chính hoàn toàn có thể kết nối với nhau được, vì đó là tính logic mà, chứ đâu còn tính vật lý được. Cái cách phân chia nó như thế nào thì bọn em có thể bảo là ok, tất cả các máy tính và các thiết bị ở trong Phan Đăng Lưu là một mạng, ở trong Nguyễn Đình Chính là một mạng, ở bên Pháp là một mạng. Cái đó là một cách. Hoặc cách khác, em bảo là máy của cluster governance của Eric, của anh Phong ở bên Phan Đăng Lưu cộng với máy của Quỳnh Thương và Trinh Loan cộng với máy của anh và Đức Khánh Cảnh bên này là cùng một mạng, hoàn toàn là vì làm việc đó được. Nên là bây giờ bởi vì tính logic mà chưa còn bị cản trở với vật lý nữa đâu. Anh Dân nói là với
Còn cái thứ ba là ownership là ok, tất cả những cái mạng được, những cái máy liên quan đến official sở hữu thì là của một mạng. Anh nói một mạng ở đây có nghĩa là mình sẽ thấy được cái máy đó. À, mình sẽ thấy được cái máy đó, các máy đó sẽ kết nối được với nhau và thằng bên ngoài không chui vào được đó. Vậy có phải là mạng riêng ảo không anh? Em thấy IPVA hay đề cập tới mạng riêng ảo. Câu hỏi tốt, mình sẽ tiếp tục thảo luận trong các slide tiếp theo. Cái đó là khác nữa, cái đó là mạng ảo khác nữa. Và ảo là không phải nằm trong cái layer 3. Cái đó là một công nghệ của mạng. Chứ không phải là một mạng. Thì làm sao em thấy được máy anh? Ví dụ, gửi đi anh. Rồi thử kìa. Cái này anh giải thích kỹ hơn về cái LAN với kiểu của anh. Mạng riêng, mạng nội bộ á. Cái mạng nội bộ thì thực chất những cái mạng nội bộ, những cái máy nằm trong cái mạng nội bộ sẽ thấy nhau. Thấy là thấy nhau, cái này riêng cắt và máy ví dụ như chị với thầy chị. Không, ở đây anh chưa thể dùng cái từ chị cặp. Ở đây có thể có nghĩa là có thể thấy với nhau, đây có thể mình có thể ping và mình có thể có kết nối với nhau. Còn cái quyền mà ví dụ như truy cập hay là access tới những cái resort của nhau á, đó là của cái người sở hữu mạng đó. Cụ thể đây là anh Linh hay là anh Thảo gì đó, cái người quản trị. Họ sẽ thực chất là những cái máy của mình kết nối nhau hết, nhưng mà họ không cho quyền mình truy cập hay gì hết. Cho nên mình nghĩ là không thấy. Vậy ví dụ như là mình vô mạng nội bộ để mình chat communicator với lại mấy bạn sale ở bên Orange á, thì có phải là một dạng chi mạng nội bộ không anh? Không, cái đó là khác. Cái mạng riêng đó. Thấy chat với nhau thôi, đâu phải là mạng. Mạng ở đây có nghĩa là ví dụ như là những cái ổ cứng mà để lỗ ở bên, ví dụ bên Big Support hay Big Sale đúng không? Tức là mỗi nhóm sẽ có những cái mạng chung á, cái gì ở bên đó. Đó là cái ổ xe đó. Ổ xe đó. Ổ xe đó. Ổ xe đó. Ổ trên drive họ dùng cái cửa vuông vuông. Không, cái đó là khác nữa. Ở Google đó, Google Drive đó dạng là cũng là một cái mạng xe, nhưng mà nó là xe cho cộng đồng, cho cộng đồng xài luôn. Có nghĩa là nó sẽ dùng qua web, nó upload qua web. Khác nữa. Bây giờ nó nói xa hơn thì nó gọi là tiện cách nó mang một tiện cách không đi xa quá. Nhưng mà mục đích của việc thấy nhau để làm gì? Có thể là chia sẻ tài nguyên. Thấy cái ổ cho anh mình lên đó, quăng đó cho mình lên đó. Chỉ là nhất là một việc là chia sẻ thôi, chia sẻ tài nguyên với lại giúp cho cái người mà quản lý cái mạng đó có thể họ quản lý dễ hơn. Họ như là họ chỉ muốn cái mạng đó trong nội bộ cái người đó sử dụng được cái tài nguyên đó thôi. Tức là ở đây là 150 cái máy là sẽ có 150 cái địa chỉ IP riêng. Đúng. Thì ví dụ như vậy, chỉ 50 máy là cho một cái mạng, 50 máy cho một mạng. Thấy là mình chỉ là cái đúng thì mình thấy được thì thấy thôi. Chưa có quyền để mà cái máy đúng rồi, chứ cái quyền truy cập access là khác nữa. Mình thấy như vậy thôi, mình không có làm được gì đâu. Muốn làm gì được thì phải liên hệ cái người quản trị mạng đó. Anh nếu ví dụ là cái ổ em nhỏ hay ổ lớn mình share chung thì cái máy trong một cái project ở bên phòng là nó là đang nói với cái mạng chi này, vậy thì Dropbox thì sao? Thì có phải là cái ví dụ đó là một ứng dụng của cái ví dụ này. Nó bằng lên internet rồi, nó đang nào bằng lên internet rồi. Cái này em chưa có bằng lên internet, em không nằm. Thì cái mạng này nó không phụ thuộc vào địa lý, nghĩa là Việt Nam với lại Pháp. Ví dụ như bây giờ tao muốn chia sẻ tài nguyên với anh Ngọc Anh, tao muốn access vô máy của anh Ngọc Anh cái để lấy tài liệu một cái máy đó nằm ở bên Pháp thì mình cũng có thể làm được. Được. Là mình phải xây dựng một cái đường truyền đó. Lúc đó mình sẽ dùng VPN hoặc là remote desktop. Cái đó để mình chỉnh sửa máy từ xa. Thì thực chất thì mình đâu có thi công cả sở hạ tầng mạng gì đối với cái máy mình tắt đâu. Không, nhưng mà vậy thì đâu phải là mạng nội bộ. Đó là thành VPN. Cái đó là thành quan mạng nội bộ, tức là như trong một cái văn phòng, một cái tòa nhà thì người ta sẽ triển khai một cái mô hình mạng nhỏ như vậy là mình dễ kiểm tra. Ok. Các bạn ơi, các bạn đang dùng từ mạng nội bộ là các bạn dùng từ bình dân rồi. Bây giờ khi mình bắt đầu mình học với Telecom, mình phải hiểu được cái từ mạng nội bộ nó có đúng sử dụng đúng ngữ cảnh hay không đúng ngữ cảnh. Phải hiểu không? Anh hoàn toàn anh
hoàn toàn ở bên Pháp, bạn hoàn toàn có thể connect vào trong mạng, vào hệ thống máy tính của các bạn ở Việt Nam thì các luôn gọi cũng là gọi là mạng nội bộ vậy, đúng không? Nên là mấy bạn là khi cách khi mà mình tìm hiểu cái này rồi thì mình mới biết rằng là cái từ sử dụng mà chung với cái từ sử dụng mà public, những người bên ngoài mà không hiểu về network sử dụng, nó có thể gây những hiểu nhầm nhất định. Vậy cái từ đúng là gì anh? À, cái từ đúng là network là mạng. Nhưng mà chia như thế nào thì đó thì các bạn nhìn thấy có ba cách chia rồi, chia hoặc là chia theo geography, chia theo mục đích, hoặc là chia theo từ local. Hiểu nghĩa đây rất là rộng. Local đây có nghĩa là có thể là chỉ là những cái máy trong phòng này thôi cũng gọi là local, đúng không? Không, ý chứ nó là vậy gì? Vậy LAN với WAN khác nhau chỗ nào? LAN là local area network, thì là tất cả những cái thứ cái đó là một câu hỏi khá là hay, nhưng mà hoặc là VLAN là virtual local area network. Nó có giải thích cho cái slide không, chứ anh nghĩ là có giải thích chứ, đúng không? Dạ. WAN nó là mạng diện rộng, là wide area network. Rồi, là ok, mình đi hết các slide rồi cái câu hỏi đó sẽ trả lời vào cuối buổi. Rồi, tiếp theo là tại sao chúng ta phải chia những cái hot? Hot đây là gì? Là chủ. Máy chủ, có thể là máy chủ. Có thể là một cái data center cũng được. Khi mà ta phải một cái host là cái đó là cái domain, mua domain mình. Không, mua host, mua domain, mua tên mềm, mua em thấy có mua host, em không biết host là cái gì. Cái đó giống như là nơi mà chị đang trừ. Bây giờ các bạn tham gia cái cuộc này rồi, các bạn sẽ phải phân biệt được là những cái từ thuật ngữ mà sử dụng trong đời sống hàng ngày nó có chính xác ở trong công nghiệp và học hay không, thì bây giờ mình phải dần mình phải hiểu được. Nói chung mình muốn hỏi gì để các bạn hết slide đi, cái này dài lắm. Thì tại sao chúng ta phải chia host trong đây? Thì đối với cái vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta có một cái mạng rất là lớn, chứ không đơn giản là một cái mạng nhỏ bao gồm là máy tính. Thì khi đó đối với cái người quản trị mạng á, họ sẽ đối đầu với cái vấn đề là cái performance, nghĩa là cái sức chịu đựng hay là cái khả năng của cái mạng đó, cái khả năng chống chọi về lại những cái tác động bên ngoài như là bảo mật nè, rồi quản lý địa chỉ. Đó. Thì ở đây anh Ngọc anh có bảo là discuss về broadcast domain đi lên bộ chữ Unify High Many broadcast domain. Các bạn hiểu cái câu ở dưới cái slide nó ghi á, nếu mà thay cái switch ở giữa bằng cái router thì chuyện gì xảy ra? Các bạn nào có thể giải thích được không? Nhóm ai giải thích câu này được không? Dạ. Các bạn nhóm hai có nhớ cái switch là cái gì không, và tại sao nếu mà thay cái switch và cái router thì nó tạo ra hai cái vùng khác nhau, nhớ không? Switch là thiết bị chuyển mạch. Router là ở lớp thứ ba là network, còn switch là lớp 2 là data link. Thì khác nhau giữa lớp 2 và lớp 3 thì chỗ này nó là chỗ nào? Tại sao thay switch bằng router thì nó thay đổi? Cái biết không? Không ai biết thì nói không? Đầu tiên nếu mà nó là switch đi, nó là switch thì nó sẽ tạo ra. Nếu mà nó là switch á, thì đơn giản nói dễ hiểu thì nó là một mạng nội bộ thôi. Nhưng mà nếu mà thay cái switch bằng cái router thì nó là hai mạng khác nhau. Cái gì đúng không anh? Switch cái kia là chuyển mạch. Đúng rồi, các bạn nhớ là switch là nó nằm ở mạng data link, đúng không? Data link là broadcast, là tất cả những mạng đó nó chỉ nhiệm vụ là, các bạn nhớ switch và lại vào switch không? Là gì? Nó nghĩa là nằm trong cùng một cái mạng physics nội bộ với nhau. Còn router là nó khi mình router nó chuyển đi rồi, nó có thể chuyển nó, cái router là nhiệm vụ là chuyển, không phải là chuyển physics trong nội bộ với nhau nữa, mà là chuyển là logic đi ra ngoài rồi. Các bạn nhớ không? Switch và switch, cái đó nó chỉ là nhiệm vụ chuyển giao các gói thông tin trong một cái mạng physics của nó kết nối với nhau như thế nào, bằng dây, bằng gì, bằng dây hay bằng wireless hay bằng tất cả mọi thứ.
nhưng mà bắt buộc là nó phải kết nối với nhau trong cái mạng có tính phi tích. Còn cái router, cái router ở giữa, cái router này là nó là cái gọi là nó quản lý các gói thông tin bằng mặt logic chứ không phải là bằng những cái thứ phi tích nữa. Có nghĩa là nó có thể gửi một cái khác nữa, tăng lên một lớp. Anh, nhưng mà cái công dụng của nó vẫn là chuyển thông tin đúng không anh? Ví dụ mình chuyển một cái gói tin ra thì nó khác nhau như thế nào giữa mình dùng switch và mình dùng router? À, anh lấy ví dụ ha, các bạn nhìn trên hình có một cái hai cái vòng tròn màu xanh bên tay trái và bên tay phải đúng không? Dạ. À, bây giờ nó chia thành domain, ok, có nghĩa rằng là thằng cái máy tính ở trên cái máy tính bên tay trái có ba cái máy tính và bên tay phải cũng có ba cái máy tính đúng không? Dạ. À, bên tay trái cái máy tính trên cùng nó bảo là nó gửi một cái thông tin, nó bảo là gửi cho tôi cái packet số 1 đến cái địa chỉ MAC là ABCD. Các bạn nhớ không? Dạ, trong nhớ. trong data link với lại physical là phải gửi một địa chỉ MAC đúng không? Dạ. À, nếu cái thằng ở giữa là thằng router là thằng switch thì nó nhận được packet đó chạy qua chạy lại nó bảo à ok nó thằng switch. Cái máy tính mà có cái địa chỉ MAC là ABCD là cái máy tính số 3 ở bên cột ở bên tay phải thì nó chuyển sang được. Thằng router mà nó nhận ở dưới bảo của cái địa chỉ MAC là gì, nó chả hiểu luôn, anh đang nói MAC là cái gì cả, nó chỉ biết IP thôi. Nó bảo là cái này gửi lỗi, nó không chuyển được hết. Hết tiền. Nói với router là không chuyển được hả? À, router, cái cơ chế của router là cơ chế chuyển đổi IP, không phải là cơ chế chuyển đổi MAC. Là cái cách thiết lập của mình nó sẽ khác so với là switch đúng không anh? Đúng, nghĩa là khi mình muốn chuyển cái gói tin đó mà muốn chuyển bằng router thì mình phải thiết lập khác để cho gói tin nó có thể chuyển đi. Còn nếu mà đúng mình switch thì mình phải thiết lập khác nữa. Ví dụ router mình thiết lập IP, còn switch thì đó. Mình thiết lập MAC. Ừ. Cái đó là do mình config đúng không anh? Không phải là do mình mà là lúc mà các bạn làm viết chương trình, viết application với lại tin hay là này kia mọi người làm, đó là mọi người làm chứ còn không đúng nhận cái chủ nhật mình ở đây là ai? Mình là end user hay là mình là network engineer, người quản trị mạng, nghĩa là cái người đó sẽ quyết định là đặt đúng rồi, là người quản trị mạng đúng rồi, là người quản trị mạng thiết lập. Ủa chứ là thông tin nó tới router nó không biết mắt rồi nó làm cái gì nữa anh? Thì nó hủy, em nó đâu có đọc được, nó đâu có trình được đâu. Bây giờ em nhận được một cái lá thư viết bằng tiếng Bồ Đào Nha rồi em làm gì với nó? Em vào Google đi, em làm gì đâu ạ? Bỏ Google dịch anh. Khó quá, chào quà. Anh chỉ đầu nó có em có một cái thắc mắc là nhìn trên cái hình ảnh một cái máy chuyển một cái gói thông tin tới cái switch thì nó sẽ quan tâm tới cái địa chỉ MAC của cái router, xong nó chuyển tới cái router thì lúc này cái router nó chỉ quan tâm tới cái địa chỉ IP thôi. Như vậy nhưng mà cái router đó từ đó nó phải đi tới đâu nữa chứ, ý là nó phải có cái điểm tiếp theo của nó phải để ý tới cái MAC thì nó mới biết là nó đi đâu tiếp theo, chứ đâu phải là từ router đó nó tới hẳn cái máy. Em có thể hỏi lại được không, tại vì câu hỏi của em dài quá nên em không chịu được ý này. Nhìn trên cái hình đó, một cái gói tin được chuyển từ cái máy tính từ bên trái đi tới cái switch thì cái switch lúc này nó sẽ đọc cái địa chỉ MAC để nó chuyển tới cái router đúng không ạ? Rồi. Xong từ cái router thì nó chỉ quan tâm tới cái địa chỉ IP. Không phải là quan tâm, nó chỉ xử lý được cái đoạn đó thôi. Nó chỉ xử lý được cái địa chỉ IP. Như vậy thì từ cái router nó đi tới cái switch thì nó phải biết cái MAC thì nó mới đi được chứ anh? Ấy là nếu nó không xử lý trên cái MAC thì làm sao nó biết được cái switch? Nhưng mà cái router là nói thế nào ta? Câu hỏi cực kỳ hay. Câu hỏi rất là hay. Bây giờ nhá, khi mà cái máy nó chuyển được cái router cũng có địa chỉ MAC, nó sẽ nhận được rằng là nói thế nào ta? Thank you.
Thì em lấy cái ví dụ cái máy tính lúc nãy anh nói á, cái máy tính trên cùng bên tay trái nó muốn gửi đến cái máy tính dưới cùng bên tay phải đúng không? Nó gửi cái máy tính dưới cùng bên tay phải là địa chỉ MAC là ABCD đúng không? Alo. Thì rõ ràng là nếu mà cái máy nếu mà địa chỉ ABCD đó nằm ở trong cái nó hợp lý. Nghĩa là cái khi mà nó để lên là nó là cái mạng trung gian rồi thì nó sẽ host. Các bạn có nhớ rằng là những cái đường dây á, thì nó gửi một loạt các thông tin có cơ chế kiểm tra và không kiểm tra, và nó có thể gửi cái thông tin lên rằng là nó muốn gửi cho địa chỉ MAC là ABCD. Bạn nhớ cái nhóm ba có trình bày cái đoạn đó không? Có nghĩa là cái nhóm từ là có control và contention. Bây giờ nếu nó gửi ABCD để muốn gửi một cái địa chỉ là ABCD thì đối với những cái thằng switch hay thằng fisher nó đọc và nó có thể chuyển đi được khắp nơi nếu mà nằm trong cái mạng của nó. Còn thằng router nó chỉ có trách nhiệm nhận một cái nó chạy về thư về Việt Nam thôi, và trong nội bộ Việt Nam mình mới phân phối đi các tỉnh. Để anh tìm cái logic nào để giải thích cho các bạn. Máy tính thì tận gửi tới switch thì nó nhận bằng cái MAC, từ cái MAC gửi tới thì cái switch gửi tới cái router cũng nhận bằng MAC, nhưng mà để cái router chuyển đi tiếp thì nó phải sử dụng cái IP. Nhưng mà bữa trước mình cũng nói là nó chuyển bằng cái MAC để đi tới một cái switch khác. Thằng router nó còn có một cái địa chỉ MAC để nó nhận, địa chỉ MAC là giữa hai thiết bị, nên là nó sẽ nhận được cái gói tin từ cái switch bên tay trái gửi đến nó, và nó sẽ gửi được thông tin đến cái switch bên tay phải. Vậy thì theo logic là nó phải chuyển đổi được cái MAC chứ anh, chứ làm sao nó lại không nhận ra được cái MAC, nó chỉ làm việc trên IP. Anh đồng ý. Chỗ đó là có một cái conflict. Câu hỏi này rất là hay. Nghĩa là chuyển đổi giữa thằng một thằng switch, một thằng router nó chạy như thế nào. Để em giải thích được không anh? Anh không nhớ rõ cụ thể như nào, để tìm rồi các bạn cứ chụp lại đi. Anh ơi, anh Hiếu có câu trả lời. Anh Hiếu có ý kiến về cái câu hỏi này. Có địa chỉ IP. Cái này đơn giản, tại sao nó nhận được mà nó không gửi được, là tại vì ở trong cái router trước khi nó đi này nó phải định tuyến trước á, thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề cấp phát IP cho cái quý, thì cái IP quý này thì nó phải đi trước, nó dò đường trước, chứ không đơn giản là nó nhận dạng ba mắt rồi. Có nghĩa là khi mà cái gói tin nó đi từ switch qua router, thực chất thì cái đó nó em nghi ngờ là nó không gửi được đâu. Tại vì trước khi mà cái router nó được hoạt động chính thức ở trong cái mạng đó thì nó phải được cấu hình trước, là nó sẽ đi cấu hình từ cái switch thì nó sẽ qua cái subnet. Anh nhớ cái subnet không? Biết subnet chắc biết. Thì nó sẽ giao tiếp với cái switch qua cái subnet, thì subnet thực chất nó cũng là một cái địa chỉ IP thôi. Đúng rồi. Tại vì trong đúng rồi, anh hiểu đúng rồi. Nghĩa là cái đoạn kết nối giữa thằng router và hai thằng switch nó kết nối bằng IP chứ nó không kết nối bằng mạng. Vậy là có cái trung gian đúng không? Có cái gì đó trung gian để chuyển đổi thành IP đúng không? Thì nếu mới muốn router làm việc trong cái mạng này thì mình phải cấu hình IP cho tất cả trước. Nhưng mà nó sẽ vậy thì nó sẽ không làm việc qua MAC. Đúng rồi. Nếu mà cái thằng switch thì sao, nó không có hiểu IP được. Thì thằng switch lúc đó thằng switch nó sẽ có một cái gọi là subnet. Nó sẽ cấp một dạng của IP, nó sẽ cấp cho cái mạng đó là cái mạng này là mạng con của tao.
chị. Rồi tất cả những cái thứ gì liên quan đến mạng đó, có gửi đến tao, tao sẽ chuyển đến bọn kia đó. Qua đây cái qua bên đây còn sẵn một cái subnet nữa và một cái nó gọi là cái IP trung gian giữa cái switch và cái router. Đó là IP subnet. Không, nó gọi là subnet. Subnet mask. Thì nó sẽ quy định cho mỗi cái lớp mạng của mình nó sẽ có một cái subnet mask mặc định. Tại vì lớp C là lớp nhiều IP nhất. Cái router đó nó dùng cái subnet mask đó để đổi thành cái mask mình. Cái nó không, nó không đổi mask. Nó nếu như nó router này giả sử như hai cái mạng khác nhau mà muốn liên hệ với nhau qua router thì router bắt buộc phải cấu hình và tìm đường đi từ đấy, từ đấy từ đây, từ nó tới cái mạng bên này và từ đó tới cái mạng bên ngoài ngược lại. Thì mà nó chỉ lột xuống cái máy còn. Thì nó sẽ cấu hình và nó chia IP, nó sẽ chia IP cho những cái máy đấy. Và sau khi mà nó chia IP rồi nó sẽ thành là một cái bản vi tuyến để nó tìm đường đi. Tức là cái router thì mình cấu hình có đi lộn thì nó có trường hợp là nhưng mà cấp phát IP động chẳng hạn mà nó giả sử như trường hợp hôm trước có ai hỏi ví dụ mà reset cái module mà nó nhảy lên cái địa chỉ IP khác chẳng hạn. Thì giả sử như cái thời điểm này cái máy của mình nó mang cái IP này chẳng hạn thì nó nếu như trong quá trình nó đang gửi nó tìm IP đấy. Nhưng mà sau khi mà nỡ nó đang gửi một cái máy này nó reset một cái IP nó bay lên qua thằng máy khác thì nó sẽ gửi tới cái địa chỉ này đấy. Hồi gì cái subnet nó thuộc layer 2 hay layer 3? Layer 3. Layer 3. Cái subnet này nó liên quan tới cái static IP. Đúng rồi. Chị ở em hỏi đó là subnet mask này cung cấp IP cho switch sau đó qua bên router. Giờ cái nói đó rồi qua lại một cái subnet khác thứ hai. Rồi, ok, bạn lấy một cái ví dụ khác dễ hiểu hơn rồi. Ok, bây giờ con các bạn nhìn thấy hai vòng tròn màu xanh bên trái và bên phải đúng không? Rồi, bây giờ nếu lấy cái subnet các bạn cứ hình dung ha. Có nghĩa là nếu cái switch cái bên trái á hình dung rằng là nó là cái địa chỉ IP là 100.100.x. Để thay đổi từ một bên chín. Và bên tay phải là 101.x thì có thể thay đổi từ 1 đến 9 đúng không? Thì tất cả những thực hiện cái đó nó gọi là một cái subnet cái mask subnet mask bên nếu bên tay trái nếu mà thằng một thằng nó gọi là từ nó gửi một cái thằng nó gửi từ 100.1 đến 100.3 nó có thể chuyển nội bộ lẫn nhau nó không cần thông qua router vì thằng switch nó biết rằng là ok mình là thằng là quản lý chín thằng từ 100.1 cho đến 100.9 cứ thằng nào liên quan đến chín thằng đó thì mình có thể chuyển được đúng không? Nhưng mà bây giờ cái thằng máy tính ở bên tay trái nó bây giờ nó bảo nó muốn gửi đến một cái thằng tên là 101.1 thì thằng switch nó bảo của mình chỉ quản lý có 100 thôi bây giờ 101 mình đâu có biết thằng đó nó chạy như thế nào đâu mình không biết là nó ở đâu. Thì bây giờ nó bảo ok có cái request này nó không biết chạy ở đâu, nó đẩy lên trên thằng router. Thằng router ở giữa nó bảo ok xung quanh nó có hai nhóm, có 100 và 101. Thì nó thấy rằng ok cái nhóm bên kia là nó cái package đó nó đang được gửi cho cái thằng gọi là 101.1. Và nó nhìn xung quanh nó thấy à cái thằng switch bên cạnh nó quản lý cái subnet là 101 thì nó đẩy xuống cái thằng switch đó. Thằng switch đó nó bảo ok trong nhóm của nó có một thằng tên là 101.1 thì nó sẽ gửi thông tin đi. Còn điều đó biết không, là
nếu mà cái nhóm bên trái và nhóm bên phải nó quản lý bằng một cái nhóm nhỏ của IP, thì nếu mà IP nằm trong nhóm nhỏ đó nó không cần chạy ra bên ngoài, để đó chỉ nó gọi là tăng cái performance lên, security tất cả mọi thứ. Và hiểu chưa? Cái này cái link hoàn toàn ở gọi là network layer hết. Ủa vậy mỗi subnet nó sẽ chứa một nhóm switch có IP khác nhau hả anh? Giống như là... Không, cái subnet đó thật ra nó rất là rộng, nó có thể chứa rất là nhiều switch, có thể rất là nhiều. Không đơn giản là một switch. Là... Tại vì... Nếu là hàng nào mà giống như nãy anh nói, ví dụ như hai cái subnet, một cái là 100 với một cái là 101, thì khi mà nó chạy tới 101 thì nó sẽ chạy lên. Dù như là 100.1 thì nó là còn có chấm y phía sau nữa, chấm y dài phía sau nữa, cái y dài nó lại thay đổi từ 0 đến 1 nữa, từ 1 đến 9 nữa, và 100.x.y.z có nghĩa là cứ mỗi cái đoạn nhỏ phía sau nó lại còn có thể chia thành những cái trục nhỏ khác nhau nữa. Rồi, tiếp theo là nói về vấn đề bảo mật thì bạn hiểu từ các bạn hiểu chỗ này chưa nào? Rồi, được chưa? Nó giống như cái việc ok, này có lời dạy một cái này dễ giờ cho mình dễ dùng này. Trong công ty mình trước đây, trong mô hình trước đây, trong mô hình bây giờ, mô hình năm alo dạ mô hình trước đây là các bạn nhớ là có phòng có các team, xong rồi có các KPU là PND, IT, rồi có HR, rồi có này kia, đúng không? Nhớ cái mô hình trước đây không, của công ty mình? Dạ. Thì bây giờ các bạn mỗi cái subnet mình có thể coi mỗi team là một cái subnet đúng không? Nghe là nếu mà có một bạn nào không hiểu, các bạn sẽ hỏi team leader của cái team đó về một chủ đề nào đó. Nếu team leader đó biết một bạn nào trong team về chủ đề nào đó thì các bạn có thể đẩy xuống, đúng không? Còn nếu team không biết thì bạn team leader đó lại phải đi hỏi manager. Manager sẽ biết được là các team khác như thế nào để đẩy thông tin qua được cái team cần thiết. Manager không biết là đẩy lên director là sẽ xem xem là trong các cái department của mình sẽ có chỗ nào này kia. Hiểu luôn chứ không? Thì ví dụ một bạn làm trong team của Ohos làm về inventory, muốn kết nối với một bạn làm về SharePoint để lập trình cái website SharePoint để tự động hóa những cái quá trình xử lý. Ủa, anh đi theo quy trình đó đúng không? Ông mình không gì vậy là bị ngắt rồi. Anh ơi, phút quan trọng bị mất rồi anh ơi. Hello. Alo, ở đây. Anh nói lại mẹ không nghe anh nói, giải thích sao nhỉ? Cái SharePoint á, cái tìm một bạn với SharePoint để phát triển cái trang web. Thì bây giờ nó bảo là ok, nó có nghĩa là nếu một bạn trên một, anh bảo là một bạn trên trên team inventory có địa chỉ là IP là như thế, bây giờ bạn muốn tìm đến một cái địa chỉ của một bạn bên IT dev có một người để phát triển SharePoint, thì các bạn tìm bằng cách nào? Bạn nói lên hỏi team lead. Team lead sẽ xem trong team của mình có ai có địa chỉ IP và SharePoint hay không. Không có thì team lead sẽ lên hỏi manager trong process, cũng không biết là ai cả. Manager sẽ lên hỏi team bảo ok, cái này liên quan IT, team sẽ cho được đẩy cái request đó sang Hoàng Anh. Hoàng Anh bảo ok, những này anh liên quan đến IT, đúng là cái đó trong nhóm của mình. Trong nhóm của mình có nhiều phần khác nhau, Hoàng Anh sẽ đẩy những cái nhóm về .net, về Microsoft, trong nhóm đó sẽ đẩy đến cái bạn mà liên quan. Anh hiểu cơ chế không? Thì đó em.
nếu mà các cái domain khác nhau, các subnet khác nhau thì phải 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 có cơ chế chuyển đổi như thế. Còn nếu mà giữa hai bạn share con với nhau thì các bạn đâu cần phải chuyển lên Hoàng Anh hoặc là đâu cần chuyển qua chính thống. Vậy cái router đó là nó có nhiệm vụ là đi tìm địa chỉ IP, điền địa chỉ router nào để mà chuyển IP trên đi chính xác. Dạ dạ, router, có cái router này ạ. Ví dụ như là Sivan thì là phải chuyển qua cái router đi, thì là Sivan phải biết là chuyển qua chị Hồng Anh chứ không phải là chuyển qua anh Ngọc Anh, tức là thì cái router nó phải nắm biết được tất cả các địa chỉ IP để nó dò tìm. Nhưng mà nếu không, nó dựa vào subnet, nó chỉ nhìn vào cái đoạn đầu thôi, nó bảo rằng là cái request là gì liên quan đến IT, trong IT có Microsoft, trong Microsoft có SharePoint, thì xin mong nó chỉ cần nhìn cái đoạn đầu rồi, nó nhìn đoạn là IT thì nó đẩy cho Hoàng Anh. Xong Hoàng Anh nhìn cái back, nhìn cái request đó thì Hoàng Anh bảo ok, đúng là đoạn đầu là IT. Xong rồi Hoàng Anh nhìn thấy là cái đoạn chấm chấm tiếp theo á là Microsoft, thì Hoàng Anh đẩy xuống Microsoft. Xong rồi trong Microsoft sẽ SharePoint sẽ xử lý với nhau, nghĩa là nó có subnet, nghĩa là nó chia thành nhiều cái dùng từ thế nào giống như kiểu là 100.2 100.100.100, có nghĩa là cứ mỗi lần như thế thì người ta biết được rằng là cái đoạn trước nó cái encapsulation và nó như thế nào, phân đoạn anh. Hiểu có thể giải thích cho các bạn được không em, cái giải subnet cho các bạn, em vẽ một cái địa chỉ IPv4 ra xong rồi em chỉ cho các bạn không? Sao khó vậy anh? Sắp nét ha anh? Giờ mở cái... Mà... Thì em chỉ kiếm vẽ địa chỉ IP ra thì em cứ bảo điểm sách hay, ví dụ như là 101.100.100.100.1xx đó là hai con số cuối nó có thể thay đổi, thì cái đó là một sắp nét thôi, chứ là một ví dụ thôi. Giống như cái slide 18 đúng không anh? Nó mô tả về cái IP á. Đúng rồi, giống như slide 10, 18 đó. Ok, cái này vậy thì các bạn để thích nhập hỏi đó lắm rồi sẽ tiếp tục nha. Slide 18 nó có giải thích. Tại vì nó phân cấp theo cái địa chỉ IP ở trong cái slide 18 đó thôi. Rồi ok, vậy mình tiếp tục với slide 15 đi, các bạn đặt câu hỏi để đó để tắt được trả lời. Thì thôi cái này mình đi lướt qua đi ha, nó nói về những vấn đề về bảo mật thì mình sẽ bắt đầu mình sử dụng router cho những cái mạng lớn. Anh hai anh mở slideshow. Hả? Thì nó đối với về bảo mật thì cái router này nó sẽ hỗ trợ cho mình về những vấn đề bảo mật. Firewall thì nó là một cái thiết bị khác nữa, nó có thể là thiết bị về phần mềm hoặc là phần cứng. Phải qua nó có hai loại như vậy. Rồi, ok đi. Về cấp quản lý, về cấp địa chỉ. Ở đây thì chúng ta để xác nhận được cụ thể là cái host là như thế nào, từng cái máy ở trong cái mạng nội bộ của mình là nó địa chỉ như thế nào, cụ thể luôn. Và ở đây nó có nói tới một cái niệm gọi là Default Gateway. Thì Default Gateway đây là gì? Nó cũng giống như là một cái gọi là sao ta, cái trạm thu phí vậy. Trạm thu phí mình đi ra Hà Nội vậy, thì mình muốn đi qua các tỉnh khác mình phải đi qua cái trạm đó, như là một cái nơi để liên kết với bên ngoài của cái nội bộ mạng của mình, mình phải đi qua cái đó. Mình phải đi qua cái cửa đó thì mình muốn ra khỏi mạng nội bộ qua. Mình muốn gửi các bất kỳ thông tin nào ra ngoài thì phải qua cái đó. Vậy cái này là Lam còn đi ra ngoài là qua gì? Có thể là qua làm liên quan là cái trước của cái mạng. Ừ, chỉ là cái thức của mạng. Vậy là mình đi qua gateway trước hay mình đi qua router trước, hay là gateway nó nằm trong router? Thật ra cái router nó có gateway trong đó. Gateway giống như một địa chỉ IP. Ờ. Thì nó sẽ cấp địa chỉ IP trong đó luôn. Cho em hỏi nãy thấy cái có cái firewall thì có là hardware shop 2 là nó cài sẵn trong máy luôn mà không biết là on chip hay là cái gì đó. Cái này nếu mình nói nó về kỹ thuật á thì đối với máy tính của mình nó chỉ là cái phần mềm thôi. Làm như là Casper Sky hay là BKV hay là cái gì Bitdefender đó, nó chỉ là firewall về phần mềm thôi.
Còn firewall phần cứng thì phải là chuyên môn, nó có một cái thiết bị firewall riêng cắm vô server, thì nó sẽ có những cái thuật toán để chống lại những cái virus hay những cái tác động bên ngoài cấp cao hơn. Ngồi nhìn thấy có sót mà chưa thấy hang bây giờ. Hang thì kêu anh lên cho coi. Mà không biết công ty mình có không? Cái outside đó là cái gì? Giống như là internet vậy. Mình muốn có đó internet nó bắt buộc mình cũng phải có cái quay. Giống như là mình đi từ cái mạng này qua mạng khác mình cũng phải có cái quay đó. Ví dụ như ở nhà cái outside của mình có được gọi là cái quay không? Có, cái thường cái modem của mình đó là có cái quay trong đó. Thì mình cứ chuột phải vô vậy nè. Modem của mình có phải là cái router không? Tùy, có khi là router, có khi là không. Mọi cái này nó giấu router. Sao thì á, một cái máy nếu mà nó có được wifi thì nó có thể truy cập và gửi gói tin đi bên ngoài được. Đồng nghĩa với một cái máy mà không có được wifi nó chỉ được đi gọi là được cái máy trong mạng nội bộ thôi, chỉ gọi gửi vòng vòng ở trong cái mạng mà nó được thiết lập. Vậy cái wifi này nó là hang hay là shop? Nó là một địa chỉ IP. Nhưng mà địa chỉ IP này được nhà cung cấp internet cho mình đúng không? Không, mình có thể thiết lập, tự thiết lập được. Nhưng mà để cho nó đi ra ngoài internet mà nếu mà mình người ta không cung cấp cho mình thì mình thiết lập làm sao mà mình đi ra internet được? Được, nếu mình biết cách thiết lập thì đâu thiết là mình phải cứ nào cũng phải để như vậy. Giống như là mình có cái trạm thu phí ở Salon nội đúng không? Bây giờ họ muốn thu phí ở chỗ khác nữa này, phải thêm một cái trạm thu phí khác nữa, họ có thể sự thiết lập được. Nó chỉ là cái nơi các bạn muốn đến nhà của tôi thì các bạn phải vô qua cái cổng nhà tôi thì đó. Thì ví dụ như mình tự thiết lập rồi người ta gửi cho mình rồi mà sao không biết được cái địa chỉ gateway? Thì cái đó mình phải có một cái cách nên tương tác tôi hiểu gateway của tôi là như vậy. Thì trên nhà mạng nó sẽ cần tiếp lại mình muốn đi gateway như vậy thì nó sẽ chỉnh lại. Vậy nếu như mình trùng gateway thì nó không cho đúng không? Không. Vậy là gateway là số unit cho một máy tính hay là có tất cả cái cho máy tính hay cho network? Hay là cho network chứ không phải là cho máy tính. Tức là một mạng sẽ có một gateway và trong một mạng nó sẽ có nhiều máy tính. Thì nó như là nó nói về phân cấp. Thì nó chúng ta muốn đi ra ngoài chúng ta phải có gateway trước. Nhưng mà có ai control gateway này không chứ không để ai có xét cho cái người quản trị mạng sẽ biết làm là thông thường á. Nếu mà cái internet ở nhà mình á thì cái nhà cung cấp mạng ISP nó sẽ set cho mình luôn, tại vì họ sẽ có một cái default gateway riêng của họ. Thì mình đâu phải là nhà cung cấp mạng, thì mình muốn vô mạng á mình phải qua cái gateway của họ, thì mình phải lấy cái địa chỉ của họ mình để vô trong đây. Anh có thể tóm tắt lại có thể một cách ngắn như thế này thôi nha. Các bạn đã trên slide số 16 đúng không? Dạ. Thì trong cái vòng tròn đó, trong cái local network đó, nó có phải là có 4 cái máy tính và một cái switch và một cái gateway đúng không? Dạ. Thì bây giờ trong trường hợp mà cái máy tính bên tay trái nó muốn gửi, nó có địa chỉ của nó và nó muốn gửi sang cái máy tính bên tay phải đúng không? Thì nó gửi đến cái switch chuyển sang tay phải đúng không? Còn bây giờ nếu mà nó gửi đến một cái máy tính có cái địa chỉ bên ngoài thì bây giờ nó gửi đến cái switch ở giữa nó bảo của cái địa chỉ này đâu nằm trong mạng nó đâu biết xử lý sao, thì nó phải đẩy qua gateway lại tiếp tục đẩy lên trên đi ra ngoài rồi nó hy vọng rằng là cái mạng internet bên ngoài biết cách xử lý cái địa chỉ đó và tìm gửi đúng đến cái máy tính. Và hiểu logic chưa ạ? Sau đó rồi các bạn sẽ đăng slide số 17 thì sẽ thấy cái hình nó sẽ giải thích logic đó. Cái router là cái quay á. Tức là cái quay nó là
nằm ở trong cái router. Rồi, hiểu vậy tiếp bên slide số 17 thì các bạn hiểu rằng là ok, bây giờ cái bây giờ đó thì nó gửi ra bên ngoài thì bên ngoài sẽ xử lý sao? Một cái lá thư nó gửi đến bên Mỹ thì nó sẽ nhìn làm sao? Nó nhìn vào cái địa chỉ xong rồi nó sẽ xử lý từng địa chỉ như thế nào? Thì nếu một lá thư từ bên Nhật mà gửi qua bên nước ngoài á, thì ở đây nó ghi là Zendu 170 Smith Stickman Drive, Senzo CA 95134 nước Mỹ. Thì nó sẽ nhìn vô là dưới đây là nó hỏi là bây giờ nước Mỹ ở đâu, thì nó mới tìm trên bản đồ nước Mỹ. Cái đó là cái router nó sẽ tìm phải không? Tìm trên bản đồ là nhiệm vụ của router. Ủa chứ không phải trên trên bản đồ. Trên router còn có cái gì khác mà nó? Nếu như router tìm không thấy thì tẩy cho một cái khác không? Không. Hay là router tìm không thấy là trả về luôn? Không thấy thì nó sẽ có một cái công. Ví dụ như switch tìm không thấy, switch sẽ đẩy lên router thì router không tìm thấy thì router trả về. Sẽ có một cái cách cái line nói về chuyện đó nữa, cái là từ khỏi xa quá. Chỉ là nhiệm vụ tìm bản đồ là nhiệm vụ của router. Thì ở đây nó chung ra là nó tìm cái nước trước theo phân cấp. Ở đây mình muốn hiểu là mình phân cấp thì nó thiết bị như thế nào, thì nó sẽ tìm nước trước, tìm nước ở nó tìm ra nước Mỹ. Thì giống như là một cái router mình gửi một cái router khác nên tìm thấy địa chỉ router đó, nó gửi tới đó, xong rồi nó mới đi sâu vô trong cái mạng là bây giờ nước Mỹ có cái mạng của nước Mỹ. Thì bây giờ đi sâu vô thì nó mới có tìm đến zip code. Zip code thì xong đó, zip code thì nó mới tìm tới address. Thì nó ý nghĩa đây là sẽ phân cấp cái địa chỉ của mình giống như cái địa chỉ ở bên Mỹ gì đó. Thì từ cái đường mình sẽ tìm được tới cái số nhà, thì cái số nhà thì mình sẽ tìm được cái người nhận cái lá thư đó. Thì cái logic là gì? Logic là một người nó không thể biết hết tất cả mọi thứ được, và nó phân cấp ra rằng là ok, nếu mà giữa các quốc gia với nhau thì nó chỉ cần biết các quốc gia với nhau thôi, còn nội bộ trong quốc gia với nhau thì từng cái quốc gia nó giải quyết. Xong rồi nó đẩy cái lá thư lên đến Mỹ, xong nó bảo ok, lá thư này Mỹ, các bạn Mỹ tự giải quyết với nhau đi. Xong rồi Mỹ khi nó nhận được lá thư nó bảo ok, bây giờ trong nội bộ mình, nó là thuộc của mình, bây giờ nó nằm ở California với cái số zip code đó, thì nó gửi về cái zip code đó, xong nó bảo ok, cái đó của CA, các bạn CA thì các bạn CA tự giải quyết với nhau. Xong rồi dịch vụ phụ tiến của CA mới nhận được cái đó, nó bảo ok, nó nằm ở San Jose, đẩy về San Jose, các bạn San Jose tự giải quyết với nhau. Xong rồi tiếp tục như thế. Đẩy đến rồi cuối cùng. Vậy mỗi lần đẩy tới là nó phải có một cái thiết bị định tuyến ở đó thôi. Đúng rồi, thì mỗi thằng mỗi nó không có thiết bị thì nó xem là cái package nó có gửi đúng đến cái bộ phận chịu trách nhiệm của mình hay không. Nếu không chịu trách nhiệm thì nó hủy. Nếu chịu trách nhiệm thì nó lấy và nó đẩy đến cái step tiếp theo. Nó hủy nó đẩy về lại hả? Đó, nó không nhận thôi. Nếu có lỗi thì có gì đâu. Okay. Rồi, ok, next. Tiếp theo thì là nó sẽ nói về router, nó sử dụng cái network boxing. Quick thì sẽ sử dụng hot boxing. Có nghĩa là trong cái bậc địa chỉ IP nó ra sẽ có 32 bit. 32 bit nó chia làm 4 octet. 4 octet nó, mỗi octet chia 8 bit. Thì 3, 10, 24 bit đầu đó, nó thể hiện cho network. 8 bit sau thì nó sẽ chỉ ra là cái host. Cái host ở đây có thể là cái máy tính, là một cái người nhận. Cái máy tính hoặc là cái điện thoại di động hoặc là một cái gì. Thì mình có nối wifi. Có ai hỏi gì nha? Cái này đúng là nhớ cái slide trước có nói mà không nhớ. 192 là cái gì gì? 168, 18 là trong cái phần gì? 192 nó là số thập phân đại diện cho lớp C. Lớp C nó được default mặc định từ 191 cho tới 223. Nói chung là trong cái network portion nó gồm có những lớp nào đây? Trong cái mạng thì nó chia ra là năm lớp. Thì nó sẽ mỗi cái lớp này nó sẽ có một nền địa chỉ mạng mà khi người ta đưa cho từ 0 tới 255 thì là sẽ như là người ta sẽ quy định thì lớp A chẳng hạn như cái bit đầu tiên của cái octet đầu tiên đó mà là bit 0 đó, thì người ta sẽ quy định một lớp A chẳng hạn, thì cái lớp A nó sẽ có địa chỉ khoảng từ
bắt đầu từ 0 cho tới 127 không? Ừ. 127. Còn lớp B thì bắt đầu từ 128 cho tới 191. Còn lớp C thì 192 cho tới 200 mấy á. Mỗi cái lớp mạng khác nhau thì nó sẽ chia phân chia cái số bit trong network portion và các portion nó khác nhau. Giả sử như lớp A thì cái network portion nó chỉ sử dụng 3 octet đầu tiên, cái lớp B thì nó sử dụng 2 octet đầu tiên, lớp C thì 3 octet và lớp D thì nó sử dụng hết. Vậy là luôn luôn lúc nào cái gói của mình cũng có được 5 lớp network nhiều. Dạ không, là không. Mình tùy theo cái mục đích sử dụng hay nhu cầu dùng trong một cái cái khu vực mạng chẳng hạn, người ta sẽ sử dụng cái lớp mạng nào đấy để người ta chia cho các cái thiết bị khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ được coi cái mô hình của cái lớp C là cái lớp nhiều địa chỉ IP nhất, là được sử dụng phổ biến nhất. Ok, mà anh lấy giải thích để có thể giải thích một cái, tại vì nó không có ghi ABC đây. Yeah. Bây giờ ví dụ như là các bạn ở đây là lớp C đúng không hiểu? Dạ đúng. Thì lớp C nó phân cấp như thế này, có nghĩa là cứ 8 bit xong rồi lên 8 bit xong rồi lên 8 bit xong rồi lên 8 bit, có nghĩa là có tổng cộng 32 bit. Thì nó chia ra thành cái như thế, nghĩa là cái cách chia là như thế. Còn lớp A thì là nó không chia theo kiểu là 4 cùng 8 bit nữa, mà nó chia theo một cái kiểu khác. Có nghĩa là cục đầu của một vài bit, xong cục đầu cục sau là 10 hay là cục sau bao nhiêu bit đúng không? Hiểu dạ. Nhớ là vậy đúng không? Dạ. Rồi cái cách chia 32 bit là thành từng cái đoạn khác nhau. Đúng không? Dạ. Thì các bạn nhìn vào, thì lấy ví dụ lớp C là các bạn nhìn lớp C, các bạn nhìn thấy là cái network của lớp C là bởi 24 cái bit đầu tiên, và 24 đó là một cái network, còn sau đó là một cái subnet, còn sau đó là trong một cái mạng, một cái subnet thì nó dành 8 bit để nó định nghĩa thì những cái máy tính trong cái mạng đó. Hiểu luôn chứ không đã. Thì có nghĩa đây là 192.168.18.58 là một cái máy khác. Okay. 192.168.18.59 là một cái máy khác. Nhưng mà nó cùng một mạng. Nó cùng một mạng. Cái cách phân chia như thế nó cùng một mạng. Giống cái network của mọi người. Khác. Thì nó sẽ giữ 24 bit đầu lúc nào cũng như vậy hết. 192.168 cái là số IP lúc đầu mình là cái số gì vậy? Thật ra bốn cái octet này là số IP, gặp lại mới là số IP, địa chỉ IP là số IP. Còn cái subnet thì như thế nào? Cái subnet thì nó sẽ được khác nữa, là nó được cấu hình bởi cái người quản trị hoặc là cái người mà muốn làm. Giống như là mình có nhiều địa chỉ IP quá, mình không thể nào mà mình cứ mỗi máy mình khai mọi vị trí IP một chị IP, thì mình phải tạo ra cái subnet để gom những cái máy lại thành một cái subnet thôi, để mình đơn giản hóa cái mạng với là mình dễ quản trị. Nó là cái kỹ thuật trong quản trị mạng. Vậy là subnet là một kỹ thuật. Nó nằm ở layer 3. Thì khi nào thì mình sẽ dùng lớp A, mình sẽ dùng lớp C. Lớp A, B, C đây là gì vậy? Thế là tùy theo cái khu vực mà người ta sử dụng đó. Thật sự như cái lớp mà thông thường trong giả sử như trong cái văn phòng này mình hay người ta chia những cái mạng mình gọi hay là lớp C. Còn lớp B này thì người ta sử dụng những cái môi trường nó lớn hơn chẳng hạn. Trong cái thành phố chẳng hạn là sử dụng nhiều IP hơn. Không, lớp C hay nhiều lắm. C là nhiều hot. Cái này giống ABS ra. ABS có ghi là Great Request, nghĩa là mẹ nó có là A và B là C. Không, cái đó là bit size. Cái đó là business. Cái này là lớp trong mạng thì nó chia làm nhiều lớp, chứ nó có một cái chuẩn hết rồi. Nó được tính từ cái mạng nào đó cũng là 32 bit. 32 bit ở đây chỉ nói về lớp C là IPv4. Nếu mà mình dùng IPv6 thì nó là 128 bit. Nghĩa là nó sẽ nhiều IP hơn nữa. Ừ. Mà cái đó IPv6 thì này ghi là được dùng trong tương lai, giờ chưa dùng. Nhưng mà tại sao người ta lại phát triển IPv6?
Tại vì hiện tại cái số lượng IP của ta đang sắp cạn rồi, thì nó đang phát triển lên. Cũng giống như mình nước, như nước mình đẻ nhiều quá hết chắc ở rồi, phải đi kiếm chỗ khác như thế nào như sao. Nhưng mà ví dụ chuyển từ IP lên 6 nó có ảnh hưởng gì hết vậy? Thì tại vì mọi người bây giờ đang xài IP 4, bây giờ lại có một cái chỗ khác nó xài IP 6, thì cái việc gửi tin, gửi tin và nhận tin thì nó có ảnh hưởng gì không? Cái đó mai mốt sẽ có thiết bị chuyển mạch, chuyển nghĩa là bây giờ chưa chưa tốt lại, bây giờ chưa có gì chưa có nghiên cứu, chưa chưa ứng dụng. Tại vì trước mắt thì nếu mà IPv4 mà không thể nào tương tác được với IPv6 chắc chắn thôi, chắc chắn là vậy. Nhưng mà sau này nó sẽ có một môi trường mình. Thì vậy mình mốt mình xài mạng thì cứ nhà mạng đổi cho mình thôi đúng không? Đâu có liên quan đâu. Ok, anh vừa gửi cho các bạn một cái hình liên quan đến các class của IP, các bạn có thể mở ra không? Nếu có thể giải thích chuỗi cụ thể hơn cho các bạn. Anh nghĩ là mình chỉ chắc là hôm nay mình sẽ dừng ở đây, nhưng hôm sau mình sẽ tiếp tục về cái network, về cái chuỗi này khá dài. Dạ, yeah, yeah. Cảm ơn mấy kiểm tra rồi, vui quá à. Cái này dài luôn đi, qua tuần sau kiểm tra khoảng 2 tuần. Ủa chưa giải hết không mà, về rồi. Cái nào gọi là có tổng cộng có ba hai bit, rồi cái nào là network bit, cái nào là host bit, rồi cái nào là cloud này kia. Vậy là để giải thích xong cái này rồi đúng không? Không, giải thích trên cái hình anh vừa mới gửi đó, ở trên hàng nào đó. Ờ, nếu mình giải thích xong cái này rồi trả lời hết câu hỏi liên quan đến cái này rồi mình dừng lại. Bữa sau đi anh, bữa sau tiếp tục anh, mọi người sẽ đi về hết nữa anh ơi. Nghe anh nói dừng lại mọi người đứng dậy luôn. Thì thôi thì mình cứ tắt 5 phút để giải thích cái này đi, thì bạn nào hiểu được thì hiểu rồi, hôm sau thì sẽ dễ hơn. Thì ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5 lớp. 5 lớp thì nó, ở đây mình là IPv4 thì cho nên tất cả các lớp ở đây được là dùng 32 bit hết. Thì lớp A nó sẽ dùng 8 bit đầu để biểu trưng cho cái network. Những cái sau nó sẽ biểu trưng cho host. Thì tương tự như vậy, cái màu trắng là network, màu vàng là host. Đó. Thì ở đây á, nó ghi 1 0 1 1 0 1 1 1 0 ở đây á, thì nó là nhị phân. Thì 1 1 0 ở đây chúng ta nếu mà tính ra thì nó sẽ làm từ 191 cho tới 200 mấy á, 223 nè. Vậy thì lớp D, lớp E không cần hot. Lớp D, lớp E nó biểu tượng cho những đến nó không có hot. Nó giống như là cho nhìn cho những cái thành phần cấp cao nó được truyền, không có nhiều dùng tới nữa. Thông thường mình chỉ dùng lớp C thôi. Lớp B nữa, khi không có lớp B. Thì địa chỉ hot ở đây là chúng ta cũng đã biết rồi, nó là những cái máy của mình. Thì lớp A là nhiều máy nhất, còn mạng nhân nhiều máy nhất. Ở đây thì là cân bằng giữa mạng và máy. Thì cái này lớp C chúng ta là nó sẽ được những nhiều mạng nhất nhưng mà ít máy hơn. Đó. Mạng gì vô mạng internet bình thường ở nhà không vô được cái đoạn địa chỉ IP address vô được. IP sao đó thì vô được. Ví dụ 192.168 biết cái DNS. Ông thấy là không IP address chứ 192.168 máy nhân qua đầu. Và cái gì là số 10 mình không vô được, mình đổi thành số 20 chẳng hạn. Số 11 đổi cái số cuối cùng đó. Chắc là kiểu như người ta cho phép cái địa chỉ mạng đi ra ngoài được. Thì mình biết được đây mình đổi thôi, chắc mình bay ra ngoài được. Tức là 192.168 thôi. Cái dạng số đó là ba số phổ biến vô bắt thành 192.168.1 rồi vào trắng 10, mình vô 10 không được, mình đổi lên 11. Tại người ta cho phải ra ngoài lắm. Cái 1.2.168.10.1 hay nó dễ hiểu lầm nha. Có thể là địa chỉ IP, cũng có thể là địa chỉ DNS. Liên hệ xong phải liên hệ sẽ 8 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